Rồi chào tất cả mọi người nha. Bữa nay mới đi mua ếch chay về quý anh chị ơi, để em quay cho quý anh chị xem nha. Đây. Anh em nào lấy hết em đưa hết cho miên bộ này nha. Vỏ này vỏ Adimax nha, còn đẹp ha. Vỏ này còn đẹp nè, cô chú anh chị. Năm thắt đôi nè, Adimax. Vỏ Adimax đẹp nghe. Bữa nay về là một cặp vỏ súp kép Adimax ha. Với 4 cái lô 4 cua 50. Hai bộ micro. Đây hồi hai bộ micro đây. Anh em cô chú anh chị nào lấy được cái chạy lại nhà em lấy hết luôn đi, em bán thì chỉ kiếm tiền một ngày lương thôi ha. Hai bộ micro bãi nè, còn sống nha. Một cái mixer này cũng còn sống đây mà bị dơ nha. Đó. Một cái men 40 sò đây nè. Ba cái EQ nè ha. Đó, cô chú anh chị nào cứ lấy anh em nào lại có lấy được cái lại lấy em hết đóng này nha. Cặp súp kép Adimax. 4 cái là 40 sườn sắt. Ba cái EQ, một cái men, hai bộ micro. Với một cái mixer EP8. À. Đó, em bán ép chai nha, em mới thôi ép chai thì ai mua nè, em mua nè, em bán hết. Đó cái đống này nè, giá bao rẻ luôn, liên hệ với em. Ở đây em có về một cặp súp đi. Calisure. Vỏ súp đơn 50 nha. Đó. Vỏ súp đơn 50 nha cô chú anh chị. Vỏ súp đơn 50 này mấy cái này là ưu tiên cho cô chú anh chị chạy ra nhà lấy nha, súp đơn 50 Calisure nha. Không. Này là khách bắt ốc thôi, bắt ốc này về em trái dắt keo là lụm mà. Đó, vỏ này cũng còn ok cô chú anh chị. Vỏ này quýnh cũng bao ngon nè. Rồi. Vỏ súp này bán vài xị đó nha. Cô chú này cần cứ liên hệ với em, tốt nhất là chạy lại nhà lấy em còn vui nữa, tại vì em còn ngại đi ship visa mấy cái vỏ lắm. Đó. Thôi anh em nào chốt được hết cái đống này là chạy là liên hệ với em, chạy lại nhà em lấy nha. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người nha, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha, chào tất cả mọi người.